Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Ngày 15 tháng 4, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long 72 tuổi đã tuyên bố sẽ chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm là ông Loren Wong, 51 tuổi vào ngày 15 tháng 5. Đây là lần đầu tiên quốc gia Đông Nam Á này thay đổi người đứng đầu trong vòng 20 năm. Ông Lý Hiển Long cho biết, tôi sẽ rời nhiệm sở vào ngày 15 tháng 5. Và ông Wong sẽ tuyên thệ nhậm chức thủ tướng cùng ngày. Ông ấy đã nỗ lực hết mình để có được sự tin tưởng của người dân, đặc biệt là trong thời gian đại dịch COVID-19 xảy ra. Đây là thời khắc quan trọng của Singapore. Theo tờ Straits Times, đây sẽ là cột mốc quan trọng trong quá trình chuyển giao quyền lực từ thế hệ lãnh đạo thứ 3 sang thế hệ thứ 4, nhóm 4G của Singapore. Ông Wong hiện là phó thủ tướng kiêm bộ trưởng tài chính của Singapore. Truyền thông Đảo Quốc Sư Tử nhận định, ông Wong là một trong những nhân vật tiêu biểu của thế hệ lãnh đạo thứ 4 4G. Thủ tướng tương lai của Singapore cũng được biết đến với sự cởi mở và luôn lắng nghe ý kiến của những người xung quanh. Ông Loren Wong sinh ngày 18 tháng 12 năm 1972 trong một gia đình có cha là người lao động phổ thông và mẹ là giáo viên. Khi lớn lên, ông không có điều kiện theo học các trường trung học danh giá mà chỉ học tập ở ngôi trường gần khu Marine Parade. Tuy vậy, ông Wong cho rằng đây là một điều tự nhiên bởi đây là nơi ông lớn lên và gặp gỡ tất cả bạn bè của mình. Trong những năm tiếp theo, ông Wong tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ kinh tế tại Đại học Wisconsin-Madison. Thủ tướng sắp tới của Singapore cũng có bằng thạc sĩ kinh tế của Đại học Michigan, Ann Arbor và bằng thạc sĩ quản trị công của Đại học Harvard Kennedy. Trước khi gia nhập chính trường, ông Wong đã có 14 năm làm việc tại các cơ quan nhà nước, bao gồm Bộ Thương mại và Công nghiệp, Bộ Tài chính và Bộ Y tế. Năm 2005, ông trở thành thư ký riêng chính của Thủ tướng Lý. Tới năm 2012, ông Wong được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Phát triển Quốc gia. Năm 2020, ông được chọn làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Trong thời kỳ đại dịch bùng phát, ông Wong đã trở thành đồng lãnh đạo nhóm liên bộ về ứng phó COVID-19. Cùng với Bộ trưởng Bộ Y tế Ong Dư Cung và Bộ trưởng Thương mại Gan Kim Dông, ông Wong được coi là người có vai trò trung tâm giúp quốc gia Đông Nam Á này vượt qua đại dịch. Vào năm 2021, ông Wong trở thành Bộ trưởng Tài chính của Singapore. Một năm sau đó, ông được tin tưởng bầu chọn làm lãnh đạo nhóm 4G của Đảng Hành động Nhân dân PAP cầm quyền. Về đời sống cá nhân, ông Wong kết hôn lần đầu vào năm 28 tuổi, nhưng đã ly dị người vợ đầu tiên vì quan điểm khác biệt. Người vợ hiện tại của ông Wong là bà Lu Zilui, hai người hiện chưa có con. Tại đại hội PAP vào tháng 11 năm 2023, Thủ tướng Lý Hiển Long từng nói rằng ông sẽ trao quyền lãnh đạo cho ông Wong vào năm 2024, trước lễ kỷ niệm 70 năm thành lập đảng. Ngay sau khi có thông báo chính thức từ văn phòng Thủ tướng Singapore về thời điểm chuyển giao lãnh đạo, ông Loren Wong đã nêu một số cam kết chủ chốt trong nhiệm kỳ mới. Chia sẻ trên trang tài khoản Facebook cá nhân, Phó Thủ tướng Loren Wong bày tỏ vinh dự được trao trách nhiệm mới, cam kết tiếp nhận vị trí mới với sự khiêm tốn và ý thức nghĩa vụ trách nhiệm sâu sắc. Ông cũng kêu gọi cùng chung tay xây dựng một tương lai tỏa sáng rực rỡ cho tất cả người Singapore. Chia sẻ hành trình từ khi bắt đầu tham gia chính trường Singapore vào năm 2011 với mong muốn đóng góp cho câu chuyện Singapore, Phó Thủ tướng Loren Wong cũng bày tỏ mong muốn mọi người dân cùng ông tham gia và xây dựng hành trình này. Ông Wong trở thành Thủ tướng thứ tư của Singapore sau những người tiền nhiệm, gồm có ông Lý Hiển Long nhậm chức vào năm 2004 ở tuổi 52, ông Goh Chok Tong nhậm chức năm 1990 ở tuổi 49 và ông Lý Quang Diệu nhậm chức năm 1959 ở tuổi 35. Singapore là quốc đảo nhỏ bé nhưng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong nền kinh tế thế giới. Thủ tướng Singapore hiện tại, ông Lý Hiển Long là nhà lãnh đạo thế hệ thứ 3 của Singapore, đồng thời cũng là con trai của ông Lý Quang Diệu. Ông Lý Hiển Long lên làm thủ tướng từ năm 2004 đến nay và tiếp nối thành công của cha mình khi duy trì vị trí lãnh đạo Singapore trong một thời gian rất dài. Tuy nhiên, vào năm 2016, sự kiện ông Lý Hiển Long bị ngất xỉu khi đang phát biểu trên truyền hình báo hiệu những vấn đề sức khỏe của ông đã thúc đẩy một cuộc chuyển giao thế hệ lãnh đạo tiếp theo. Cuộc chuyển giao sang thế hệ lãnh đạo thứ tư của Singapore bắt đầu từ năm 2017 khi ông Lý Hiển Long thông báo kế hoạch của mình muốn nghỉ hưu trước tuổi 70 vào năm 2022. Khi đó, nhà lãnh đạo được định hình kế vị ông Lý đã được xác định là phó thủ tướng khi đó, ông Tharman Shanmugaratnam. Tuy nhiên, ông Tharman sớm từ bỏ cơ hội này khi ông nói rằng không hứng thú với vị trí thủ tướng. Vị phó thủ tướng của ông Lý trong thời gian dài hiểu rằng mình chỉ đại diện cho cộng đồng gốc Ấn thiểu số, khó có thể nhận được sự ủng hộ rộng lớn trong một nền chính trị chủ yếu do những người gốc Hoa lãnh đạo. Sau đó, ông Tharman rời khỏi chính phủ vào năm 2019 để rồi trở thành tổng thống sau cuộc bầu cử tháng 9 năm 2023. Một vị trí có tính biểu tượng hơn là thực quyền lãnh đạo. Những nhân vật được đưa vào danh sách lựa chọn của PAP sau đó là Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Tuy nhiên, cuộc chuyển giao diễn ra khá chậm chạp khi ông Lý công khai tuyên bố trên truyền hình vào tháng 10 năm 2017 rằng ông chưa chọn được người kế vị rõ ràng
dù người kế nhiệm ông có thể đã có mặt trong nội các. Chính điều này đã khiến những lãnh đạo lão thành của PAB tỏ ý không hài lòng. Tháng 12 năm 2017, Bộ trưởng Danh dự và cựu Thủ tướng Go Chok Tong lần đầu tiên công khai bày tỏ ý kiến riêng về việc lựa chọn lãnh đạo kế tiếp. Trả lời báo chí vào ngày cuối cùng của năm 2017, ông Go Chok Tong đã đánh giá việc lựa chọn lãnh đạo thế hệ thứ tư là một thách thức cấp bách, đồng thời hy vọng thủ tướng tiếp theo có thể được chỉ định trước khi năm 2018 kết thúc. Việc lựa chọn nhà lãnh đạo trở nên rõ ràng vào tháng 5 năm 2019, khi ông Heng Swee Keat lên thay thế ông Thamman giữ chức phó thủ tướng Singapore. Lời hứa chuyển giao trước năm 2022 của ông Lý dường như sẽ có cơ sở để thực hiện ngay sau cuộc bầu cử năm 2021. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 bùng nổ trong năm 2020-2021 đã một lần nữa làm thay đổi kế hoạch. Ông Lý Hiển Long tiếp tục nắm quyền điều hành đất nước do những khó khăn sau đại dịch. Điều này đã dẫn đến hệ quả là ông Heng Swee Keat cũng muốn rút khỏi vị trí ứng cử viên khi thấy thời gian của mình không có nhiều. Trong bức thư gửi lên ông Lý vào ngày 8 tháng 4 năm 2021, ông Heng bày tỏ, chỉ một chặng đường quá ngắn nếu trở thành thủ tướng tiếp theo. Thời điểm đó, ông Heng đã 60 tuổi và cuộc lựa chọn người kế vị phải khởi động lại. Ông Laurent Wong từng giữ nhiều chức vụ trong nội các Singapore từ năm 2011 tới nay và bắt đầu được chú ý khi nhận vị trí người đứng đầu lực lượng đặc biệt chống COVID-19 của chính phủ. Việc thường xuyên xuất hiện trước công chúng trong giai đoạn này cùng những thành công nhất định của Singapore trong cuộc chiến chống COVID đã đem đến lợi thế cho ông Wong trước những ứng viên khác khi vấn đề tìm người kế vị được khơi lại vào năm 2021. Một cuộc bầu chọn đặc biệt trong nội các Singapore vào ngày 16 tháng 4 năm 2022 đã đem đến kết quả áp đảo cho ông Wong để đưa ông trở thành người đứng đầu của thế hệ lãnh đạo thứ tư. Truyền thông Singapore cho biết 15 trên 19 lá phiếu trong nội các bao gồm cả của các lãnh đạo hàng đầu như Thủ tướng, ông Thamman và ông Heng đã dành cho ông Wong. Ông Lý nhấn mạnh PAB phải chuẩn bị tốt để thắng cuộc bầu cử 2 năm tới và khẳng định sẽ phục vụ chính phủ mới đi bất cứ nơi nào ông Wong cảm thấy hữu ích. Sự ủng hộ của ông Lý với tư cách là nhà lãnh đạo trong 20 năm qua đủ lớn để người ta quên đi những gì chưa hoàn hảo của ông Wong. Một lần nữa, người ta lại thấy hình ảnh của một bậc lão thành đứng sau dìu dắt cho thế hệ lãnh đạo tiếp theo của Singapore, như cách mà cha của ông Lý Hiển Long là cựu thủ tướng Lý Quang Diệu đã từng làm 30 năm trước. Trong nhiều năm qua, với tình hình thế giới bất ổn, sản xuất và tiêu dùng phát triển chậm lại, lạm phát tăng cao, căng thẳng địa chính trị bùng phát tại nhiều khu vực trên thế giới, cùng với tác động từ xung đột Nga-Ukraine và Israel-Hamas, Singapore dưới sự lãnh đạo của ông Lý Hiển Long vẫn duy trì vị thế là trung tâm luân chuyển hàng hóa hàng đầu trong khu vực. Việc đầu tư lớn vào phần cứng, cơ sở hạ tầng, công nghệ và hệ điều hành đã giúp Singapore đạt được nhiều thành quả. Nhưng quan trọng hơn cả vẫn là nhờ sự hợp tác chặt chẽ giữa các tổ chức nghiệp đoàn, ngành hàng hải và chính phủ. Trong năm 2023, kinh tế Singapore chỉ tăng trưởng 1,2% và may mắn không rơi vào suy thoái trong bối cảnh những bất ổn địa chính trị tiếp tục đè nặng lên kinh tế toàn cầu. Trong thông điệp mừng năm mới, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết GDP trong năm 2024 sẽ tăng 1-3%, nhưng điều này phụ thuộc rất nhiều vào môi trường bên ngoài. Những căng thẳng và rủi ro liên quan đến tình hình an ninh ở các vùng biển trong khu vực sẽ ảnh hưởng tăng trưởng. Ngoài ra, biến đổi khí hậu cũng sẽ có tác động đến nền kinh tế. Singapore cần thích ứng và chuẩn bị cho tình trạng nhiệt độ và mực nước biển tăng cao, đồng thời chuyển đổi nền kinh tế sang mức phát thải carbon bằng không và kéo theo chi phí tốn kém. Tuy nhiên, bất chấp những cơn gió ngược này, Singapore có lý do để hy vọng và tự tin. Bởi lẽ tiến độ công nghệ nhanh chóng, đặc biệt là về trí tuệ nhân tạo và robot sẽ mang lại nhiều hứa hẹn cho doanh nghiệp và người dân. Thời gian sẽ là câu trả lời cho những giải pháp chính phủ Singapore đưa ra trước tương lai đầy bất định. Nhưng Singapore sẽ cầm chắc thất bại nếu không có những nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa và toàn tâm toàn ý cho đất nước.